có cảm ơn á. Bò này bán cũ mà, bán đây bán gã nè. Phải không? Hai cái thế nam cái gã ta. Phải không? Có không, có không? À có, thấy đâu kìa, thấy đâu kìa. Rồi, từ từ. Một cái mồi. Ô lạ mất con rồi. Chết luôn rồi. Cơ ủng chưa? Lại còn có nang không? Bò mực lá à. Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog nha. Sau mấy ngày ảnh hưởng của bão thì mình bắt đầu, hai anh em mình bắt đầu ra đi cái bóng mực lại rồi. Giờ mới tới điểm cái đầu tiên này. Giờ đang tìm. Hy vọng hôm nay sau 5 ngày chưa ra khơi lại thì bóng mực lâu lâu thì sẽ gặp nhiều may mắn mọi người nha. Rồi, cái đầu tiên mọi người. Ở đó, cái này chơi sao rồi. Đây này, đây canh đường nước. Chú hách dài á. Nga rồi đó. Giáo chưa? Thằng cái đào giáo rồi đó. Giáo. Sau 5 ngày luôn rồi. Ảnh hưởng của bão đó. Đánh cái đầu tiên. Có một cá gì hả? Có một con cá. Nước đẹp rồi mà vẫn chưa thấy gì. Đầu tiên có một cá vào rồi. Cái thứ hai. Quần 2 vòng mà không thấy đau rồi. Cái bóng là như bóng gãy rồi ta. Dạ. Ô được con mực lá. Ra mất con hả? À, để quá ta. Ồ ủng chưa? Có màu trà, có được rồi. Có, cũng có con là vui rồi. À đồ này là chài câu anh à. À một em mực lá là tiên. À ây da ây da. Một em mực lá nè. Mực nang nó để luôn anh à. Trứng lấy cái đồ bỏ vô nè. Bỏ mực đi. Dạ bỏ thùng luôn hả? Trứng mực lá nè. Trứng mực lá là nó dài luôn nha. Trứng không mực nang là nó tròn tròn viên viên. Tiếp tục cái thứ ba không ạ? Ngay nắm mặt trời luôn rồi. Đó là rơ của sao rồi. Trời ơi. Chó với lại xanh nè. Rồi. Yeah. Rồi. Cái này cái sau đây. Cái này cái hôm bữa nhớ cái hôm bữa là cái sau đây.
dưới lưng thúng rồi đó. Còn Thái là được. Còn Thái là được. Phía xa xa kia một cái ghe đang cầm chà câu cá rồi. Ủa, cái đầu gì đầu giáo mà như có thấy cá nhảy mà lên đây. Không? Chưa thấy bung bung lên nữa, có gì bung bung đen đen nữa hả? Có. Có bò ở rau rồi. Có bò. Bò nhỏ xíu. Thêm trứng mới mà nè. Kẹt trứng mới rồi. Thứ tư. Bọn này tới thấy bà nổi liền nè. Thấy gì mà phải chó. Liền liền không ạ. À, qua bên kia nè. Ngay chọ. Bốn năm em có cà luôn á. Bò này bán cũ mà, bán đây bán gã nè. Phải không? Hai cái thứ nam có gã ta. Phải không? Có không, có không? À có, thấy đâu kìa, thấy đâu kìa. Từ từ từ. Một em ơi. Ô lạ mất con rồi. Chết luôn rồi. Cơ, ủng chưa? Lại còn có nang không? Bò mực lá à. Ồ, hai em to, con đến 3 kg con á. Hèn gì nang kia nhúng nhúng, ui, thúi quá mọi người ơi. Có con chết nè. Có một con chết thẩm luôn. Đã. Vô mê, vô mê. Ồ. Wow, con mực to một hôm trước luôn. Ảo quá. Gờ cạp lên đó. Quá đã rồi. Ây da. Thụt cái đầu lại. Gờ luôn mực gì kinh đi. Mực bự không nổi luôn. Nó thụt cái đầu lại nè. Không ra được luôn. Rồi. Ô. Chích lại xin nó kéo lại. Cơ. Xin nó bị dứt phát rồi mọi người. Thấy chưa? Đâu. Đâu mà thúi luôn. À lấy trứng, lấy trứng. Trứng mực mọi người. Nè đó là nhất diện quá tôm. Cái đùm nó đùm đứng mực nang hả? Đúng rồi, bà con để lâu là lạ liền. Anh lái ra luôn nè. Lái ra được không? Cho đứng rớt xuống hả? Thêm trứng bằng lá không? Hay được rồi. Ok mọi giờ anh em mình lấy trứng rồi bỏ lại. Bỏ cái thế nào? Trời ơi, sao rồi? Nghe đụng với ống rồi đây nó. Chưa chưa? Rồi, lên. Sầu cái nứ mà cái đó là lúc ở dưới nứ.
thái gì chưa? Một em à, mực nang anh. Lấy lấy luôn hả? Vô. Ờ, một em vừa. Ồ, em vô để trứng nè. Để ngoài hả? Em này cỡ ký không rồi. Đã chưa? Rồi mực, rồi mực, rồi mực. Lấy trứng mực trước. Cơ để ngoài đó rồi. Trứng trứng này to trứng này luôn anh này. Mua đi không? Trứng này to nè. Trứng mực cũng là món ăn đặc sản ở vùng biển mà đúng không? Bây giờ đang lên Facebook hú ăn trứng mực không nè. Chả với đời á. À, có bán nó nhiều mực nè, bán nó tạch nè nè. Có niềm tin mất cứ. À rồi. Anh có niềm tin mất cứ mà. Oh. Nghe thấy chưa nè. Ký hơn rồi, mực này ngó nó nặng lắm. Hả? Ừ. Ba em. Thứ 6. À, cái thứ 7. Ủa cái thứ 5, thứ 6. Đúng rồi, cái này cái thứ 7 đây. Không, không. Có lý, có lý, có lý. Thấy chưa, thấy chưa? Cứ cá vẫn theo quá trời. Ô đẻ ơi. Chỗ này đẻ ngoài không rồi ta. Ờ. Được. Đẻ ngoài nữa hả? Alo. Dây điên chưa? Có bán được cái miệng ra không? Được. Có rửa không? Ừ, lần. Rồi, tiếp tục. Đó, nàng nàng đó. Kiểu thấy cá rồi vậy. Không chi. Lạch số rồi. Lạch số chứ không chi. Ốc rồi. Ô, có bò rồi. Không thấy mực đẻ luôn mà. Lại muốn lại số 5 hồi nãy hả? À. Có lại cái có lại. Nhỏ quá mà. Quỳnh đế. Giờ này mình sẽ kiếm điểm trà nào để thì ngồi xíu mà có thể câu tiếp là gì đó. Ok, ăn uống. Rồi, giờ hôm nay mình mới tới điểm trà thôi. Giờ che mắt, che các bạn lên trong mắt. Rồi ăn uống và xem cốc đất có gì vậy. Ok. Chút xíu. Rồi, cho mực vô giỏ luôn rồi. Cho mực vô thùng luôn. Mày hả thùng. À, mấy con cá này đây. Rất là chạy câu. Này hai chai nước sâm. Hai chai nước sâm Ngọc Linh. Ôi, con này hơn 3kg, 3,5kg cho lại. Dạ dạ, em xịp. Cơ, con này còn kinh điển hơn nữa. Wow. Đây 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 có em nè. Có sáng đâu anh ha? Có nục, có nục.
rất trót. Rồi. Lấy cá mồi sáng rồi đó. Sáng ngon. Trời hùng rồi. Cá sáng này. Mà, đó mà. À đằng cao đó đó hả? Đằng bột lòng. Ba em một nha. Để đây thôi chứ anh hai, đây cái đại là đa là thầy. Dưới cục đá luôn hả? Hôm nay có sáng thì mình có đất. Và hôm nay sẽ thịt luôn một mực này. Rồi hôm nay mình đang hái con đang kinh đi rồi. Tỏ cứ mà. Ủa, cái chà cá không? Để mình anh hai bắt đầu mổ xẻ. Đến hàng là lên. Mổ xẻ và lên bếp thôi. Bữa được trước ăn mực nang là được kiếm mực lá ăn, không có mực lá mà. Mực nước đã sôi được rồi. Giờ anh hai cho vẫn những nguyên liệu bình thường. Muối mì tôm. Sôi lên là bỏ mực vào là dứt thôi. Vào bếp. Bay mùi nữa. Có đã. Không có dè. Quá đã. Nó đầy. Hắn nó chín nó sẽ bùng lên nữa. Giống như bạch tục đó mà này. Phải bùng lên chứ. Không gì bạn. Rồi lên mâm. Chín đúng rồi. Nguy chấm. Còn đã. Ha, uống nhỏ cho lên nước sâm. Sâm bổ lượng. Giờ làm xít à. Có kéo em để chắc. Sâm bổ lượng. Wow. Vào cái đi cầm miếng đi quất đi cái cho bà gọn qua xíu to quá dứt luôn miếng này luôn cầm luôn thôi mời mọi người. Chà đã đúng không đã chưa. Cưa. Không gì bằng. Không muốn làm mẹ ốc. Cứng à. Anh hao nữa. Ngồi cục. Không, anh hao. Không hao mà. Không cứng à. Không. Mà không được cũng. À mẹ. Giờ. Đó. Em liên quan một người nữa. Ừ, thơm quá. Lát cái nước này sôi luôn. Bỏ mì tôm vô nữa, đã nữa mọi người. Mời mọi người tiếp. Ăn mình cắn nguyên miếng nữa mới đã. Nước nó vô ra đó hả này. Nước nó vô ra đó hả? Dạ. Chảy cái ống đó. Ăn xong bên hai em thả ra kia câu cá một tiếp rồi. Chạy cá câu. Dạ, ăn ăn. À,
nuôi bữa nuôi cho Hùng rồi dế nó gãy giật con. Bị con gửi cái em số điện thoại qua Zalo em mà tiên bữa hôm đó là mày không thấy hôm mày không được vô mắt nó ngủ không tin không đăng lên khách để ghiền nữa. Một kia em mình tiếp làm cái tour cao ngon. Mục đích nam đi lùn là có đừng mắc là thôi, cái không nhiều cũng hơi được cái hai chục cá. Thì bên đây cắt dép đi mình kéo 10 cái. Bây giờ kéo có thì thôi dựng. Để dành dành lại khác. Trời đừng luôn. Khách sai không chịu vô luôn. Tại cái đầu mà hai anh em mình có ăn con mực này khoảng chắc ký ba. Cái này mang vào phòng cứ giữ là cái rồi. Tăng với được em không? Một cái mực lá thì sẽ có cá nữa, ngon. Mấy này chưa được ăn cá nữa. Vô hồng cá nè. Ná thì nó sẽ múc miếng nước cho ta hấp. Wow. Khi nào trứng mà không? Wow, đã. Thôi mang nửa cái thôi. Thôi, chứ còn để bỏ úng thì mang hai anh đi. Này cái trứng mực nang mà. Đùm trứng mực nang. Đã chưa? Vô. Để gì có được cái này. Giống gì ta? Đặc quá. Ngon mà. Rất là lạ mà. Mềm mềm mềm. Mùi. Dạ. Lạ. Vì em thấy tỏa nổi. Đặc biệt quá. Như làm trắng trứng gà mà nó mềm hơn, nhiều nó thơm. Đặc biệt là rất là thơm. Có chín nước được không? Bả nơ bả vú vậy. Nó đang ngon mà. Nước không húp không thì ngon. Dạ, húp không đỏ. Húp không đỏ. Cái mình nấu mà do vậy với lấy cái mình nấu là hấp vô mà rồi. Anh vô tí mì tôm lẫn lát mình ăn là có tí mì tôm lẫn ngon. Giờ là húp nước không là xíu nè. Vô. Chưa ngáy á. Này khỏe đó. Ồ đã. Hơi rọc. Này mình vẫn để một đàn câu màu xanh đó. Nào đã có thù.